Chứng minh các bạn là các bạn có nhìn thấy cái phần mềm chưa? Phần mềm có tên là SQB, tức là School QB, tức là School Question Bank, tức là phần mềm ngân hàng câu hỏi. Thì này nó có chức năng gì? Nó có chức năng là nó có hai chức năng chính. Các bạn có chú ý như nó có hai chức năng chính. Một chức năng là làm việc với các ngân hàng câu hỏi. Ngân hàng câu hỏi. Đó là một chức năng. Chức năng thứ hai là làm việc với các cái đề kiểm tra. Từ ngân hàng câu hỏi sẽ sinh đề kiểm tra. Và như vậy là phần mềm này là nó khác với những phần mềm khác nhé, là nó có thể làm việc đồng thời với hai loại file. Một loại file là ngân hàng câu hỏi, loại file thứ hai là các cái đề kiểm tra. Vậy thì ở cái thực đơn hệ thống này là cái thực đơn để làm việc với các ngân hàng câu hỏi. Chúng ta có thể khởi tạo ngân hàng câu hỏi, rồi là mở ngân hàng câu hỏi, đóng ngân hàng câu hỏi. Như vậy chúng ta có thể tạo ra các ngân hàng câu hỏi môn học của mình. Ví dụ như là tôi dạy hóa lớp 8 thì tôi tạo ra ngân hàng câu hỏi là môn hóa lớp 8. Tôi dạy là hóa 9 hay là toán 7 thì tôi tạo ra ngân hàng câu hỏi của cái môn học của lớp học của tôi. Như vậy là mỗi một giáo viên mà khi mà dùng phần mềm này sẽ phải tạo ra ngân hàng câu hỏi của riêng mình. Hoặc chúng ta có thể tạo ngân hàng câu hỏi cho cấp nhà trường, là cấp nhà trường thì nhà trường chúng ta yêu cầu là bộ môn lý làm cho các ngân hàng câu hỏi của môn lý, thì chúng ta tạo ra các cái tệp ngân hàng câu hỏi của các môn vật lý để dùng cho toàn trường, được chưa? Thì cái thực đơn này này, hệ thống này là cái thực đơn để làm việc với các ngân hàng câu hỏi. Rồi, thì mỗi ngân hàng câu hỏi như vậy tức là một cái file trên đĩa, một cái file nó có đuôi là QB, và cái file đó là nó lưu ngân hàng câu hỏi ở trong đó, lưu câu hỏi trong đó, và chúng ta tạo nó ra một lần thôi. Chúng ta nạp câu hỏi vào, nạp vào, và cái tệp đó là dùng mãi mãi, không bao giờ bỏ đi được. Chúng ta cứ dùng mãi từ năm này qua năm khác, học kỳ này qua học kỳ khác. Chúng ta nhập càng nhiều câu hỏi vào nó thì nó càng trở nên rất là nhiều câu hỏi, và nó càng tạo đề kiểm tra là chính xác hơn, hay hơn. Đấy. Như vậy là chức năng thứ nhất nhé. Nhắc lại là chức năng là làm việc với các ngân hàng câu hỏi, các bạn đã nhớ chưa? Chức năng thứ hai là chức năng là tạo các cái đề kiểm tra. Đây thì cái thực đơn đề kiểm tra này là cái thực đơn dùng để tạo ra cái đề kiểm tra. Cái đề kiểm tra thì là một file trên đĩa, mỗi đề kiểm tra là một file có đuôi là DQT, là đề vậy là DKT, là đề kiểm tra đấy. Thì một cái file như đề kiểm tra là cái gì? Là một cái file nó lưu các câu hỏi, các câu hỏi trắc nghiệm chẳng hạn, hay câu hỏi kết luận dùng để làm một bài kiểm tra nào đó, bài kiểm tra 15 phút, chương 1, bài kiểm tra nửa học kỳ 1, kiểm tra nửa học kỳ 2, hay kiểm tra cuối năm. Thì giáo viên chúng ta là người mà tạo ra cái đề kiểm tra đó. Được chưa? Thì đề kiểm tra như vậy thì theo nguyên tắc là trong việc của chúng tôi thì nó có hai cách tạo. Cách tạo thứ nhất ấy, là chúng ta sinh đề kiểm tra đó ra từ ngân hàng câu hỏi. Chúng ta tạo ra một ngân hàng câu hỏi môn hóa chẳng hạn, môn hóa 8. Chúng ta nhập câu hỏi vào đó và chúng ta sinh từ cái ngân hàng câu hỏi đó, chúng ta sinh ra cái đề kiểm tra thiệp kỳ 2 hóa lớp 8 chẳng hạn. Đấy, thì cái cách thứ nhất là từ ngân hàng câu hỏi chúng ta sinh ra cái đề kiểm tra. Cái việc sinh này là hoàn toàn tự động. Khi sinh ra đề kiểm tra rồi thì có một cái file trên đĩa, file có đuôi là DKT, và cái file đó được chúng ta dùng nó độc lập. Chúng ta có thể dùng nó để ta in, để in ra giấy, hoặc là cho học sinh làm bài kiểm tra online ở trên máy tính. Được chưa? Là cách thứ nhất. Như vậy là cách thứ nhất là từ ngân hàng câu hỏi nhập rồi thì sinh ra để kiểm tra. Các bạn đã hiểu chưa? Cách thứ hai là chúng ta không cần ngân hàng câu hỏi, chúng ta nhập trực tiếp câu hỏi vào để kiểm tra. Chúng ta nhập qua một file doc, file uộc, chúng ta chuyển vào cái để kiểm tra đó thì cũng được. Thì này có hai kiểu nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Thực hành, các bạn cứ nhìn tôi làm thực hành và chúng ta sẽ quan sát. Chỗ nào các bạn không hiểu thì các bạn dừng lại hỏi tôi. Thì các bạn có thể thực hành theo tôi. Chưa mấy các bạn đã có cái phần mềm rồi, các bạn có thể làm cho tôi. Đợi tôi một chút, tôi tìm một cái file hôm trước tôi là... Đây, cái file này tôi copy sang bên kia để tôi... Mày nói chúng ta có hẳn thư mục riêng, và thư mục này nhé,
Thư mục là tập huấn đây này, 24 tháng 3 là hôm nay này. Đấy, người ta rồi thì biết cái thêm bài tôi mô tả các cái đây này. Tôi liệt kê ra đây là có 14 cái thao tác mà mỗi một giáo viên mà chúng ta dùng phần mềm của chúng tôi ấy, các bạn cần phải biết một tất cả có 10 14 cái thao tác này. Đấy thì ai mà thành thạo cả 14 cái này rồi thì coi như là người đó đã thành thạo phần mềm rồi. Đấy thì tất nhiên là không thể thạo ngay đâu. Các bạn sẽ phải làm đi làm lại, làm đi làm lại thì quen. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tôi sẽ thao tác tất cả 14 cái lệnh này, các bạn sẽ quan sát tôi nhé này, và chúng ta sẽ nhớ lại. Tôi có thu âm cái video này rồi thì tôi sẽ gửi cho các bạn sau này các bạn có thể mở ra xem lại cái video từng bước một tôi đã làm được rồi. Bây tôi nói sơ qua nhé, 14 cái này. Cái bước thứ nhất là cái bước là chúng ta là khởi tạo ra một cái tệp người đang câu hỏi mới, tôi nói rồi đấy, là phần mềm này là làm việc với các ngân hàng câu hỏi. Thì đây là lệnh tạo ra một ngân hàng câu hỏi mới tinh. Ví dụ tôi mới mua về, tôi tạo ra ngân hàng câu hỏi là toán 7, tôi là một dãy sử 8, tôi tạo ra ngân hàng câu hỏi tôi ta tên là sử 8, sử 8. Thì ngân hàng câu hỏi này tạo ra một lần thôi và dùng mãi mãi. Tiếp theo là cái lệnh là nhập các kỹ năng của ngân hàng câu hỏi, mỗi ngân hàng câu hỏi nó ứng các kỹ năng hay là các cái mức độ của câu hỏi. Thế này cái phần đơn giản lắm. Thì hiện nay là bộ đã thống nhất rồi là chỉ có bốn cái mức độ cái kỹ năng của câu hỏi thôi, là mức độ là biết, mức độ hiểu, mức độ vận dụng thấp, vận dụng cao. Cho nên là cái lệnh hai này rất đơn giản, ta làm đơn giản không nhưng không phải là không phức tạp gì. Nhập bốn cái đó xong. Tiếp theo là nhập cái ma trận kiến thức là cái gì? Là mỗi một cái nào câu hỏi như là sử 8 thì chúng ta sẽ phải nhập vào các cái là có các kiến thức lõi của môn sử lớp 8. Thì gọi là kiến thức lõi nhưng đó chính là các cái tên 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 các cái bài giảng, bài tập, tên tên các cái đầu đề, các cái bài của sách giáo khoa thôi. Thì các cái bài học của sách giáo khoa. Ví dụ như là môn sử lớp 8 như là có 20 bài chẳng hạn thì đến 20 bài học chính là 20 cái 20 chủ đề kiến thức lõi mà chúng ta cần nhập vào cái mặt kiến thức này. Và như vậy là mỗi một câu hỏi chúng ta kiểm tra kiến thức ấy, nó sẽ thuộc vào một bắt buộc thuộc vào một các cái một trong những kiến thức lõi đó, thấy chưa? Đó, cái lệnh thứ ba này cũng rất là dễ, cũng không gì cả, rất là dễ. Như vậy là lệnh một, hai, ba lệnh dễ. Lệnh thứ tư thì hầu như không phải làm được. Lệnh thứ là làm lần là xong. Lệnh là khi mà chúng ta mà khởi tạo ra câu hỏi bước một ấy, thì ở bước bốn này chúng ta có cái tính năng là tự động, phần mềm sẽ tự động tạo cho chúng ta cái ma trận kiến thức. Như vậy chúng ta có thể dùng cái lệnh thứ tư này thì chúng ta khỏi cần làm lại lệnh hai, lệnh ba nữa. Như vậy thời gian từ 1 đến 4 này là làm rất đơn giản, tôi sẽ mô tả các bạn ngay bây giờ rất là nhanh, được chưa? Rồi ta dùng nhé. Khi chúng ta tạo xong một cái đáp câu hỏi rồi, tạo xong được cái ma trận kiến thức rồi thì chúng ta bắt đầu làm bước tiếp theo là bước là nhập câu hỏi vào trong ngành câu hỏi, nhập càng nhiều càng tốt. Thì việc nhập đó là nằm trong lệnh thứ năm, chúng ta sẽ nhập thông qua cái file Word cho nó dễ, file đọc cho nó dễ. Chúng ta không nhập trực tiếp vào trong phần mềm bằng lệnh phần mềm có đấy, mà chúng ta nhập qua file Word là dễ nhất, từ Word ta chuyển vào. Cái này tôi sẽ nói cái lệnh đó rất là dễ, rất đơn giản, được chưa? Rồi khi nhập mà phần nhập chủ nhập này này phần năm này này thật ra là cái phần rất là mất thời gian, các bạn sẽ phải nhập hàng hàng tháng trời, thậm chí hàng vài tháng mới xong được một cái câu hỏi, chứ không phải nhập một ngày hai ngày là xong đâu, vì nó rất là phức tạp, rất là lâu. Cả một cuốn sách ví dụ như là toán 9 nó có hàng hàng mấy phần, là hàng nhiều chương rồi nhiều bài, nó có phải đến hàng 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 trăm bài. Thì mỗi bài như vậy chúng ta phải nhập khoảng từ 30 đến 40 câu hỏi. Thì như vậy nhập có số đến hàng ngàn câu hỏi thì ta cứ nhập cũng tắt thôi. Hôm nay nhập 10 câu, ngày mai nhập 15 câu, ngày kia nhập 20 câu, chứ không phải là cùng lúc chúng ta nhập hết vào đâu, mất thời gian lắm. Nó mà nhập cái này này, nhập câu hỏi này, ba này phải buộc này là phải nhập một cách rất là chính xác. Chúng ta mà nhập nhầm, chúng ta gõ sai, chúng ta gõ sai chính tả, chúng ta gõ sai đáp án nhé, nhập vào sau này rất là khó tìm sửa.
trong cả một đàn câu hỏi hàng ngàn câu như vậy. Cho nên chúng ta nhập chậm chậm thôi, nhập cẩn thận từng bài một vào. Nhập tới đâu chắc tới đó. Đó là bước thứ năm nhé. Bước thứ năm mà xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ sáu. Bước thứ sáu là bước mà là bước trung gian trước khi sang bước thứ bảy. Bước thứ bảy là bước là nhập mẫu để kiểm tra rất quan trọng. Bước này bước thứ bảy là bước quan trọng nhất, là chúng ta không từ ngân hàng câu hỏi chúng ta không xin ngay cái để kiểm tra, mà chúng ta tạo ra một cái mẫu đề. Cái mẫu đề thì ra hiểu nôm na một cái mẫu đề kiểm tra như vậy nó là một cái gì? Nó là một cái ma trận đề, là một cái mẫu đề kiểm tra. Hiện nay thầy biết là bộ là quy định là gì, trong đại học chúng ta chỉ có là bốn cái mẫu đề chính thôi, là mẫu đề thi nửa kỳ một, mẫu đề thi mẫu đề kiểm tra cuối kỳ một, mẫu đề kiểm tra nửa kỳ hai và mẫu đề kiểm tra cuối kỳ hai. Cái ngày xưa thì nó có nhiều, cũng thêm nhiều mẫu đề khác, mẫu đề kiểm tra một tiết, mẫu đề kiểm tra 15 phút chẳng như vậy. Cái này chúng ta tùy nhé, chúng ta tạo ra cái mẫu đề này. Thì cái phần 7 là lệnh thứ 7 này là lệnh khó nhất. Rồi, khi mà chúng ta nhập xong cái mẫu đề rồi thì chúng ta bước sang lệnh thứ 8 là lệnh là tạo đề kiểm tra. Sinh đề kiểm tra là tự động từ một cái mẫu đề. Đấy, chúng ta có mẫu đề rồi, chúng ta sẽ xin để kiểm tra. Ví dụ tôi tạo trong máy tính của tôi, trong ngân hàng của tôi, ví dụ tôi tạo ra một cái nhập hàng câu hỏi là môn hóa lớp 9 chẳng hạn, và tôi tạo trước một cái mẫu để kiểm tra là thi nửa học kỳ 1, thì tôi hàng đến phút tôi bấm nút là nó sinh tự động ra cái đề kiểm tra là đề kiểm tra nửa học kỳ 1. Tháng năm lại bấm nút lại thi, lại tạo ra đề. Tôi dạy là 3 lớp. Thứ nhất, bấm nút sinh ra đề kiểm tra cho lớp 9A. Bấm nút lần thứ hai, sinh đề kiểm tra cho lớp 9B. Bấm nút thứ ba, sinh đề kiểm tra cho lớp 9C. Như vậy là bấm nút là xong, chính lệnh 8 này. Mà cái hay của việc này là gì? Khi chúng ta tạo mẫu đề rồi, thì chúng ta sinh đề kiểm tra này, sinh có 1 đề, 2 đề, 3 đề, N đề, thì nó vẫn tương đương nhau về mặt chất lượng. Không có chuyện là tạo đề thứ nhất là rất là khó, đề thứ hai là rất là dễ, không chuyện đó, mà tất cả các đề đó thì tạo ra được tương đương nhau về mặt chất lượng. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Vì sao như vậy? Bởi vì là tất cả các cái đề kiểm tra này đều tuân thủ một cái ma trận đề. Đó, các bạn đã hiểu ma trận đề đúng không? Giáo viên đã hiểu rồi. Thì nếu mà hai đề kiểm tra cùng theo một cái khuôn ma trận đề, nó sẽ là phải tương đương. Ma trận đề là cái gì? Là nó mô tả là có bao nhiêu câu hỏi được phân bổ ra, là chương 1 bao nhiêu câu, chương 2 bao nhiêu câu, chương 3 bao nhiêu câu. Trong chương 1 lại phân rõ ra là bao nhiêu câu trắc nghiệm, bao nhiêu câu tự luận. Rồi lại chia nhỏ ra là nó thuộc là bước nhận biết là bao nhiêu câu, thông hiểu là bao nhiêu câu, vận dụng thấp bao nhiêu câu, vận dụng cao bao nhiêu câu của từng chủ đề loại. Cho nên nó rất là tỉ mỉ. Và cái mẫu đề kiểm tra đó là cái đề, cái gọi là cái ma trận đề đó nó rất là chuẩn. Nha. Rồi, thì cái lệnh 8 này là rất nhanh. Ta suy từ có bây giờ ta sinh ra lệnh 8 rất là nhanh. Khi mà lệnh 8 sinh ra một đề kiểm tra rồi, chúng ta sẽ in ấn được xem này, in ấn này, in ra này, rồi trộn câu hỏi này, in đề này, chỉnh sửa là rất nhanh. Tất cả lệnh từ 8 cho đến 11 này là rất là nhanh, trên 12 là rất là nhanh. Đấy, nó rất là dễ. Và sang lệnh từ 13 cho nó thêm một chút thôi, 14 cũng nó thêm thôi. Còn đối với các bạn thì đa số chúng ta cần cái phần mềm để ta sinh đề kiểm tra là xong. Để kiểm tra của chúng ta in ra, xong chúng ta phát cho học sinh làm bài. Như vậy thực ra thì cái lệnh 8 là đến lệnh 8 là xong. Trong tất cả các lệnh này thì cái lệnh khó nhất chính là cái lệnh số 7. Tôi sẽ quay lại nhé. Rồi bây giờ tôi vừa nói sơ qua rồi, bây giờ tôi bắt đầu vào phần chính của buổi hôm nay nhé. Là chúng ta bắt đầu vào đây và chúng ta bắt đầu thực hiện những cái lệnh ban đầu. Tôi sẽ làm luôn đồng thời một lúc là các lệnh từ 1 cho đến 4 luôn nhé. Rồi, các bạn quan sát này. Đầu tiên tôi làm cái lệnh là khởi tạo một cái hàng câu hỏi. Ví dụ, để tôi có quan sát là tôi sẽ tạo ra một cái hàng câu hỏi là hóa lớp 9 chẳng hạn. Ví dụ tôi là người dạy hóa lớp 9 nhé. Thì tôi sẽ tạo ra một lần thôi. Thì tạo ra một cái file. Cái file là cái file ngân hàng câu hỏi. Và tôi phải lưu cái file đó vào một thư mục mà tôi biết chắc chắn là thư mục nào. Rất quan trọng. Vì cái file đó là file tôi tạo ra một lần thôi. Không bao giờ mất cả. Vì nếu mà chúng ta nhập câu hỏi vào, nhập hàng trăm câu hỏi vào rồi mà bị mất đi, bị ai xóa đi mất đấy, thì rất là phí. Chúng ta phải giữ câu hỏi đó, những cái đàn đó rất quan trọng.
chúng ta phải lưu ở nhiều nơi, lưu vào USB thì chúng ta giữ. Rồi, lệnh này nhá, chúng ta vào hệ thống này. Lệnh là khởi tạo ngân hàng câu hỏi này. Đó, lệnh này nhá, lệnh là khởi tạo ngân hàng câu hỏi mới tinh. Rồi, thì ở đây, ở trên này là dòng nhất là dòng ghi là cái tên của ngân hàng câu hỏi mà chúng ta muốn, tên file. Thì ta biết là hóa 9 chẳng hạn. Thì máy sẽ tạo ra cái đuôi, cái phần mở rộng là QB. Còn lệnh cái dòng thứ hai là tên thư mục mà chúng ta muốn lưu trữ. Nhắc lại là mỗi một ngân hàng câu hỏi phải có một thư mục lưu trữ. Bấm chọn thư mục nhé. Đây. Tôi sẽ chọn cái thư mục của tôi. Đây, cái thư mục hôm nay của tôi nhé. Hôm nay là chúng ta vào cái tập huấn 24 tháng 3 đây rồi. Đó, bấm nút chấp nhận. Thì như vậy là đây chính là cái thư mục mà lưu cái ngân hàng câu hỏi là hóa chính của tôi. Chúng ta bỏ qua. Ở đây chúng ta sẽ ghi tên môn học, vì rõ ràng là hóa tùy các bạn ghi nào cũng được, tên tiếng Việt thôi, chúng ta ghi tên hóa chính như này. Ở dưới này chúng ta có thể ghi rõ hơn là ngân hàng câu hỏi. Ngân hàng câu hỏi hóa chính dùng để kiểm tra. Ví dụ thế nhé. Sau này nếu các bạn mà làm nhiều rồi thì một môn học, chúng ta một môn học của một khối học như là môn hóa chính là chúng ta có thể làm một hay là hai ba cái ngân hàng câu hỏi. Những ngân hàng câu hỏi thứ nhất dùng để kiểm tra hàng ngày, ngân hàng câu hỏi thứ hai dùng để thi học sinh giỏi, lấy như vậy nhé. Ngân hàng câu hỏi thứ ba dùng để luyện thi vào 10, cho nên tùy các bạn. Rồi thì tới đây chúng ta sẽ gõ phần ở đây nhé. Nhắc lại địa tên tệp này, địa thư mục chứa cái tệp đó này. Đây là các tên mô tả, tên môn học và tên câu hỏi. Sau đó chúng ta bấm một nút này. Đây là nút chúng ta sẽ tự động nhập kỹ năng và nhập chuyển kiến thức. Như vậy ở bước này, ở chỗ này chính là cái lệnh là nhập bước 2, bước 3 ở đây này. Đó, chúng ta khỏi nhé, mình ta bấm ở đây nhé. Bấm vào đây này. Rồi, thì đây chúng ta thấy là nó cho chúng ta chọn một vài các kỹ năng hay là các cái mức độ của câu hỏi mà chúng ta muốn nhập vào. Đây là phần mềm phải nhập trước vào trong ngân hàng câu hỏi các cái danh sách kỹ năng. Thì mặc định nó rồi là biết, đây chính là nhận biết, hiểu, là thông hiểu. Vận dụng đây hiểu là vận dụng thấp. Thì chúng ta sẽ phải bổ sung thêm một cái dòng nữa là vận dụng cao. Chúng ta bấm vào đây, khác. Bấm vào đây và chúng ta nhập vào đây là vận dụng cao. Được chưa? Như vậy là có đủ nhé. Biết này, hiểu, vận dụng ở đây là vận dụng thấp, còn đây là vận dụng cao. Được chưa? Rồi, nút tiếp tục sang bước tiếp theo. Rồi, ở bước này chúng ta sẽ chọn khối lớp. Tôi lấy dụ là vì tôi đang nhập khóa 9 mà. Rồi, tôi chọn môn học, tôi chọn môn hóa. Đây, môn hóa. Và đây là hóa học 9 đây rồi. Nút kết thúc. Thì phần mềm lập tức là tạo ngay ra ngân hàng câu hỏi và mở luôn ra chúng ta làm việc. Bấm vào phần mềm tạo luôn và mở luôn ra. Đây chính là cái lệnh này, mở ra chúng ta đăng nhập vào ngân hàng câu hỏi. Thì mỗi một ngân hàng câu hỏi như vậy là khi chúng ta đăng nhập vào như vậy thì nó yêu cầu chúng ta là nhập cái tên truy nhập vào đây và mật khẩu. Thì mặc định tên truy nhập của admin, tức là của quản trị mạng là tên là admin và mật khẩu là rỗng. Sau này chúng ta có thể điều chỉnh lại tên sau nhé, hay là mật khẩu sau, mà trước mắt thì khi lần đầu tiên chúng ta mở ra là nó là rỗng và tên là admin này là cái tên có sẵn và chúng ta không xóa được. Và nó là mức, thực ra người dùng có hai loại người dùng, là người dùng quản trị, người dùng bình thường. Thôi chúng ta hiểu ngay là chúng ta quản trị thôi nhé, là chúng ta có toàn quyền. Rồi đăng nhập là vào luôn, đăng nhập. Đấy. Khi bấm đăng nhập rồi là phần mềm đã xong chưa? Đã mở rồi này, đã mở đây, đã mở phần mềm có tên, đã mở cái ngân hàng câu hỏi là hóa 9 QB, cái tôi vừa mới tạo ra. Được chưa? Và bây giờ tôi có thể vào xem có cái gì, chúng ta bấm lên. Đây là lệnh, đây là cái nhóm các lệnh dùng để nhập dữ liệu đầu vào trong ngân hàng câu hỏi. Ví dụ tôi vào cho kỹ năng, vào chỗ kỹ năng cơ bản và tôi bấm vào đây, và ở đây tôi được phép là sửa tên những cái kỹ năng này. Đây,
tôi sửa nhé, tôi sửa chữ vận dụng thành chữ vận dụng thấp, bấm vào đây, bấm nút sửa nhé, bấm nút sửa nhé, của bố, à của ông Hải là thấp này, con của bà với cả à, nghĩa là ông của chị Mai, khổ quá, ai nhỉ? Nghĩa là anh mà không cùng mẹ mà cả hàng trăm mẹ. Đấy, bây giờ bà vẫn sống đấy. Bà lộ của cái chỗ từng là cũng không được. Rồi. Đấy, như vậy tôi vừa cho bạn xem là cái lệnh. Đây chính là cái lệnh mà chúng ta vào chúng ta chỉnh sửa các kỹ năng cơ bản. Chỉnh sửa tên của nó. Rất đơn giản. Được chưa? Chính lệnh này này. Lệnh dữ liệu này. Kỹ năng này. Kỹ năng cơ bản. Rồi. Bây giờ cho các bạn vào xem lệnh nữa là lệnh chúng ta có thể xem là cái chủ đề kiến thức. Nhé. Tôi vào đây này. Chúng ta vào ma trận kiến thức và chúng ta vào cái đây dữ liệu này, ma trận kiến thức này, chúng ta vào lệnh này này, nhập chủ đề kiến thức. Thì đây là cái lệnh chúng ta sẽ nhập vào các cái chủ đề kiến thức chính của ngân hàng câu hỏi và cái chủ đề này dùng điểm gì, chúng ta sẽ nhập câu hỏi vào theo từng chủ đề đây. Thì mình hiện ra đây các chủ đề đây. Bạn thấy nó có cái hình không, nó có các cái chương mục đây. Các chất của kim loại của vô cơ đây chính là, đây là phần, đây là chính là chương 1. Đây kim loại là chương 2. Đây chính là chương 3. Trong các chương có các bài học, bài 1 đây, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, thấy không nào? Thì cái bài học này chính là gì? Chính là các cái chủ đề mà tôi gọi là chủ đề lõi rất quan trọng. Nhá, chủ đề lõi. Còn cái phần cái đỏ này đó là các tên chương mục thôi. Còn bên trong này mới là kiến thức lõi cần kiểm tra kiến thức cho học sinh. Đó. Thì khi chúng ta nhập câu hỏi vào thì mỗi một câu hỏi sẽ phải ứng với một chủ đề lõi thôi. Đó. Nhé. Rồi, nhưng mà chúng ta xem ở đây chúng ta có thể ở trong ngoài này chúng ta có thể nhập thêm, chúng ta có thể xóa, có thể sửa. Và cái đó các bạn tìm hiểu sau. À, chúng ta tự tìm hiểu lấy được, nó cũng dễ, không có gì là khó cả. Tôi cho bạn xem thôi và chúng ta có thể thoát ra. Nhắc lại nhé, là cái lệnh dùng để nhập sửa chủ đề kiến thức của ngân hàng câu hỏi vào đây và dữ liệu vào ma trận kiến thức và vào cái lệnh là nhập chủ đề kiến thức. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái lệnh rất quan trọng, lệnh là chuyển nhập câu hỏi từ file work. Đó. Chính là cái lệnh là ta nhập câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái gì nhé. Đây. Thì câu hỏi như vậy sẽ nhập như thế nào? Nhập vào như thế nào, nhập bao nhiêu câu hỏi là vừa, đó là những cái câu hỏi đặt ra rất là chính xác. Và đây này, cái lệnh như câu hỏi chính lệnh này, lệnh dữ liệu này, lệnh là nhập điều chỉnh câu hỏi, đây chính lệnh chính nhất, đây là cái lệnh quan trọng nhất, chúng ta sẽ nhập câu hỏi vào. Chúng ta thử nhé, bấm vào đây. Đấy, hôm nay đây là không câu hỏi này, zero này. Vì tôi vừa mới tạo ra là câu hỏi mới tinh, cho nên là không câu hỏi, mà chúng ta sẽ phải nhập vào, nhập một câu, hai câu, ba câu, một câu hỏi như vậy thì thông thường là câu hỏi trắc nghiệm hoặc là tự luận nhé. Đấy, thì các bạn nhập vào và tôi nói rồi đấy, việc nhập này là không dễ, là nó mất thời gian lắm và chúng ta nhập túc tắc thôi. Hôm nay nhập 20 câu, ngày mai nhập 30 câu, ngày kia nhập 50 câu. Và nhập bằng gì? Đó thì tôi mô tả các bạn, chúng ta sẽ nhập thông qua file work, file doc. Nhập như thế nào? Đây tôi nói luôn cho các bạn xem nhé. Cho bạn xem lại cái ma trận kiến thức của một cái của một ngân hàng câu hỏi. Cái phần này rất quan trọng. Bao giờ cái sách giáo khoa của chúng ta nó chia thành chương 1, chương 2, chương 3, sách giáo khoa cũ mới được như thế cả. Và mỗi bài học như vậy, trong chương này có bài thì bài mỗi cái bài như vậy là một cái kiến thức lõi mà chúng ta cần phải nhập. Như vậy là chúng ta nhập như sau, mỗi một cái bài học của sách giáo khoa chúng ta nhập bằng một file doc. Các bạn có thể ghi lại nhanh đi. Như vậy chúng ta nhập sao đây? Mỗi một cái file doc, chúng ta nhập câu hỏi vào một file doc thì mỗi file doc như vậy ứng với một bài học của sách giáo khoa. Ví dụ nhé, hôm nay chúng ta học bài 1 đây. Bài 1 là đây trong sách như là tính chất hóa học của oxit, khái quát gì đó đây nhé. Thì cái bài này này, đây là bài 1 của sách giáo khoa, thì chúng ta sẽ nhập một cái file doc như vậy là các câu hỏi cho một cái bài. Như vậy là ứng với một cái bài học sách giáo khoa là chúng ta nhập vào một file doc. Như vậy theo tôi là cái làm nó là cái làm dễ dàng nhất, được chưa? Câu hỏi tiếp theo bây giờ là như này nhé.
Một phần học như vậy, chúng ta nhập như thế nào? Để tôi cho các bạn xem mẫu của nó. Để tôi có cái mẫu rồi. Thì đây là cái mẫu mà chúng ta nhập đây và cho các bạn xem nhé. Đây là cái đề kiểm tra thôi, không phải. Tôi xem lại cái mẫu đã. Tôi xem lại một cái mẫu hôm trước, mẫu này ở đâu nhỉ? Đây. Thì đây là một cái tiệm mẫu các bạn ạ. Một cái tiệm mẫu mà bọn tôi đã làm sẵn, làm mẫu sẵn thôi, nhưng mà tôi khuyên các bạn giáo viên chúng ta nên học cái này. Tức là mỗi một cái file doc như vậy, mỗi một bài học giáo khoa ứng một file doc này. Giả sử đây là cái file doc ứng với bài số 1 sẽ giáo khoa hóa 9 nhé. Thì file doc nó gồm có cái gì? Các câu hỏi sẽ được nhập vào đây và sẽ được chia làm 4 mức. Mức 1 là mức nhận biết. Đây. Thì ở đây rõ ràng nhé, mức 1 đây này. Mức 1 nhé. Mức 2 là mức gì? Mức 2 là mức thông hiểu. Mức thứ 3 là mức vận dụng thấp. Và thứ 4 là mức vận dụng cao. Nhưng các câu hỏi được đưa vào đây, được nhập vào trong cái file doc này là được chia làm 4 nhóm và ghi luôn trên cái file doc này. Để tôi mô tả cụ thể từng nhóm một nhé. Thì mỗi một cái nhóm như vậy nó gồm như thế nào? Đây. Các câu hỏi sẽ được mô tả như thế này, chính là như thế này đây. Đây là một cái mẫu câu hỏi. Rồi. Thì câu hỏi trắc nghiệm bắt đầu bằng dấu thăng và sau là mở ngoặc, em mở đóng ngoặc. Thì đây là cái dấu hiệu để biết rằng đây chính là câu hỏi đầu tiên. Đây là bắt đầu của một câu hỏi, là câu hỏi trắc nghiệm. Xuống dòng, đây chính là cái nội dung câu hỏi trắc nghiệm là dòng này. Tiếp theo các phương án là A chấm, B chấm, C chấm, D chấm. A chấm dấu cách, B chấm dấu cách, C chấm dấu cách và D chấm dấu cách. Nhé, các phương án trắc nghiệm. Trong đó có ít ra là một phương án đúng, đâu sao ở đằng trước là một phương án đúng. Không có sao thì là sai, vì tôi gọi như này là sai. Đây là một cái đề bài sai, mà phải như thế này thì mới đúng. Có thể cho phép là hai đúng, được, nhưng mình đa số hiện nay của mình bây giờ là có một đúng thôi, được chưa? Để các bạn chú ý này. Cái A chấm, B chấm, C chấm chúng ta tuyệt đối không dùng bullet nhé. Không dùng cái này đâu. Không dùng bullet mà phải gõ tay như này. Nếu các bạn dùng bullet ấy, thì là phần mềm sẽ không nhận biết được. Vì bullet là một ký hiệu, nó là một cái mã. Cho nên là phần mềm sẽ không nhận biết được. Chúng ta phải gõ tay. Cho nên là khi mà chúng ta nhập câu hỏi vào trong cái file doc này, thì các bạn chú ý là tuyệt đối là chúng ta bỏ, hủy cái kỹ năng tự động bullet, tự động numbering đi. Các bạn đã hiểu chưa nhé. Tiếp theo chúng ta không nhập trong một cái bảng. Rất nhiều nhà trường là cứ nhập nhưng mà trong cái bảng chúng ta bỏ hết tất cả các không có bảng, là các cái paragraph bình thường thôi nhé. Và các câu hỏi không lấy số. Đây là câu hỏi một đây này, không lấy số 1 vào đây nhé, không lấy số 1, không lấy số này đâu. Một thế là không đúng nhé. Đó. Vì sao? Vì phần mềm sẽ lưu vào trong lưu các câu hỏi vào trong là câu hỏi và sinh tự động ra, chứ không phải sinh câu hỏi 1, câu hỏi 2, câu hỏi 3. Cho nên là chúng ta không đánh số câu hỏi. Để như này thôi. Đây là một câu hỏi này. Câu hỏi 2 này. Chúng ta để cách ra cho nó dễ nhìn thôi. Đấy. Câu hỏi thứ 3 này. Như vậy là mỗi câu hỏi sẽ ứng với nó là dấu thăng và mở ngoặc M và đóng ngoặc. Và tiếp theo dấu thăng xuống dòng. Và tiếp theo đây là cái nội dung của câu hỏi. Nội dung câu hỏi có thể là có thể nhiều dòng. Có thể chèn hình vào đó. Những bài tập mà ta nhập, chúng ta có thể chèn vào đó những cái hình ảnh, hay là bài tập về vật lý là có hình ảnh, hoàn toàn có thể chèn hình được vào trong đó. Và sẽ tiếp theo là các cái đáp án là A chấm, B chấm, C chấm, D chấm, được chưa? Đó thì chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý. Đấy. Để tôi có thể chèn thêm câu hỏi vào đây nhé. Vì tôi mô tả một câu hỏi, lấy ví dụ câu hỏi như này cho các bạn xem nhé. Đây nó hơi bị tôi chọn nó. Rồi, đi tôi lên tôi làm một câu hỏi cho nó vui thôi. Ví dụ như này nhé. Đây tôi viết cho vui thôi mà 4 bằng bao nhiêu. Đây, tôi viết là câu hỏi cho vui. A này, nhé. A là 7 này, B này. Tôi đối là không dùng bullet nhé. Đấy, B là 8 này, C là 10 này, đúng không? Giả sử ở đây là A đây là 9, B là 8, B là 10 và D cả ba phương án trên
Phương án trên. Cả ba phương án A, B, C đều sai. Vậy với cái bài này thì đoán D là bạn đúng. D. Được chưa? Rồi. Thì riêng với đáp án kiểu như này này. Thì đáp án cái đáp án D này là bắt buộc luôn phải D. Vì sao? Vì đây ghi rõ là ba phương án A, B, C nhé. Toàn luôn là khi mà phần mềm mà sinh ra khi phần mềm mà câu hỏi nhập trong hàng hỏi khi sinh ra để kiểm tra thì phần mềm sẽ hoán vị các phương án này. Trước khi sinh ra thì đáp án này có thể là A này, đáp án này có thể là B, này có thể C, lung tung đấy. Bây giờ chúng ta muốn cố định cái đáp án này lại, ta làm như sau: chúng ta có thêm cái dấu đô la nữa. Đấy, như vậy là chúng ta có thêm ký hiệu đô la này để ký hiệu là cố định phương án lại. Thông thường đó là phương án cuối cùng và là phương án mà có dòng chữ là cả ba phương án trên đều đúng, cả ba phương án trên đều sai. Chúng ta cố định lại thì khi phần mềm sinh cái ngân hàng câu hỏi sinh phần mềm mà sinh ra để kiểm tra thì các cái phần mềm sẽ hoán vị cái ABC này ngẫu nhiên, nhưng mà D không hoán vị, đây là fix, đây là cố định cứng ở ở dòng thứ tư nhé. Được rồi. Thế đó là cái cách chúng ta nhập cái file doc. Để nhắc lại này, nhắc lại nhé, mỗi một file doc ứng với một bài học của sách giáo khoa, và mỗi file doc như vậy chúng ta nhập nhiều câu hỏi vào đó và nên chia làm 4 mức luôn ngay trên file doc này. Mức đầu tiên là mức nhận biết, tiếp theo là mức hiểu, mức tiếp theo là mức vận dụng thấp, cuối cùng là mức vận dụng cao, tùy các bạn bao nhiêu câu hỏi tùy. Nhưng mà theo tôi thì mỗi một mức như vậy phải có khoảng 5 đến 10 câu. Như vậy là có 4 nhân với 10 là 40 câu. Như vậy là một cái điểm này, một cái bài học sẽ qua chúng ta phải nhập khoảng 40 câu. Đấy, là rất đẹp. Có thể ít hơn thì là 20 câu. Nhưng mà phải có đủ 4 mức để sau này chúng ta ra cái đề kiểm tra là nó đủ, sau này chúng ta có đủ cái nguồn, nhiều cái nguồn tài nguyên câu hỏi chúng ta xin đi kiểm tra theo ý của chúng ta. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện cái thao tác là nhập nhé. Bây giờ thì nhập thì chúng ta nhập cả một cái file doc này vào một lần, tức là mỗi lần nhập một lần. Nhưng mà khi nhập vào cái lệnh trong máy tính ý, chúng ta phải chia làm bốn thao tác, bốn bước. Bước một là nhập các câu hỏi thuộc mức nhận biết. Bước hai nhập câu hỏi ở mức hiểu, thông hiểu. Bước thứ ba nhập câu hỏi ở mức vận dụng thấp. Ở bước bốn nhập câu hỏi ở mức cao. Như vậy chúng ta nhập mỗi một cái file nhập một lần thôi, mà ta chia làm bốn bước. Thì tôi làm cho các bạn thử nhé. Tôi sẽ nhập cái file này vào cái bài đầu tiên của sách giáo khoa lớp 9 nhé. Thử nhé. Đây, chúng ta vào lệnh dữ liệu và vào lệnh là nhập được chỉnh câu lệnh này này. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện 4 lần lệnh nào? Lệnh này này. Lệnh là nhập trực tiếp từ text editor. Đây chính là lệnh chúng ta sẽ nhập từ một cái file text editor, nhập từ file buộc ngoài vào. Mà chúng ta nhập cái này là 4 lần. Bấm một lần, lần đầu chuyển nhập câu hỏi nhận biết. Bấm lần thứ hai, chuyển nhập câu hỏi thông hiểu. Lệnh thứ ba, bấm lần thứ ba, chuyển nhập câu hỏi vận dụng thấp. Lệnh thứ tư, chuyển nhập câu hỏi vận dụng cao. Chúng ta làm thử nhé. Bấm lên thử này. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Đây là màn hình chúng ta sẽ để chuẩn bị chúng ta nhập vào. Rồi, chúng ta chọn kỹ năng là biết. Phải là 4 lần mà. Lần 1 là biết này. Bấm vào đây chọn kiến thức. Chọn bài học. Chúng ta chọn bài học như này. Bài 1 đây. Nhưng mà chúng ta mỗi lần ta nhập một bài học thôi. Bài học 1 nhé. Bấm nút lựa chọn. Đây là bài học bài 1 đây này. Bài 1 đây nhé. Biết nhé. Phần này ta bỏ qua. Phần trên bỏ qua. Chúng ta bấm nút bắt đầu. Thì vào ngay cái màn hình chúng ta sẽ nhập trực tiếp câu hỏi. Đó. Nó ra mình như này. Mình này nó giống như một cái hệ soạn thảo bình thường. Chúng ta không cần nhập ngay mà chúng ta sẽ copy cái bình kia sang. Chúng ta vào đây, chúng ta sẽ copy đây. Chúng ta vào chỗ này. Và bây giờ chúng ta sẽ copy từ bên này sang. Copy sang rất đơn giản, chúng ta bôi đen thôi. Bây giờ câu hỏi nhé, không bôi đen phần chữ bức nhận biết nhé. Bôi đen phần câu hỏi thôi. Ta kéo xuống. Đây, bôi đen. Xong Ctrl C. Ctrl C để copy. Rồi, ta chuyển sang màn hình này. Và chúng ta bấm Ctrl V để paste ra. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bấm nút để ta chuyển nhập cái này vào trong ngân hàng câu hỏi.
thì nếu chúng ta mà gõ sai, gõ cú pháp sai thì phần mềm sẽ lập tức thông báo ngay là câu hỏi đã bị sai và phần mềm sẽ chỉ vào câu hỏi và chúng ta có thể sửa trực tiếp trên cửa sổ này. Làm thử nhé. Cái lệnh mà phần mềm sẽ nhận dạng và chuyển vào ngay câu hỏi lệnh này, lệnh là tệp cập nhật, chính lệnh control S. Làm thử nhé. Bấm vào đây. Phần mềm sẽ hỏi là bạn tôi muốn cập nhật thông tin câu hỏi và ngân hàng câu hỏi không? Yes, đồng ý. Máy nhập luôn. Nếu lỗi thì dừng lại báo lỗi, còn nếu không lỗi đây, nhập xong thì công ta thấy báo là máy đã nhập 11 câu xong nhé. Bấm nút OK. Xong và bấm nút này để thoát thoát ra. Đó, như vậy ta vừa nhập xong 11 câu đây này. Bạn thấy không nào? 11 câu nhé. Đó. Đây là như vậy chúng ta vừa nhập xong là 11 câu của cái phần đầu của cái file doc là phần nhận biết. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục cho phần thông hiểu. Bấm vào đây. Rồi. Bấm vào đây chọn là hiểu. Bấm vào đây và vẫn chọn được cái bài đó nhé. Vẫn là cái bài 1 đó. Đây, hiểu này, bài 1 này. Rồi, bắt đầu. Chưa? Bị lại sang bên này. Chúng ta sẽ copy từ cái bên thông hiểu này. Copy, bôi đen. Bôi đen bên đây. Control C. Chuyển sang đây. Control V. Rất nhanh. Và bấm Control S. Yes. Xong. Vậy không có lỗi gì nữa. OK. Đóng lại. Nếu có lỗi thì phần mềm sẽ dừng lại ngay và chỉ ngay ra cái bài thông báo ngay là lỗi gì. Lỗi là không có phương án đúng, hay lỗi là giữa A và đáp án nó không dấu chấm, phải có dấu chấm nhé, A chấm dấu cách, chính xác luôn đấy nhé, phải chính xác từng ly tí một, hay là dấu thăng không chữ M thì cũng bị sai, dấu thăng phải mở ngoặc M đóng ngoặc thì mới đúng. Đó. Rồi chúng ta làm tiếp sang phần thứ ba, OK, thì là 4 lần thì xong được một file doc, đúng rồi. Chúng ta chọn phần tiếp theo là gì, là câu hỏi vận dụng thấp. Dụng tập trước nhé. Đó. Bấm vào đây, chọn kiến thức. Xong rồi. Đó. Kiến thức ở đây nhé. Bài 1 đây nhé. Dụng thấp rồi. Bắt đầu. Xong. Đi bấm sang đây. Chúng ta lại copy. Dụng thấp đây. Copy. Đây. Control C. Bạn nhanh thì cũng nhanh lắm. Không lâu đâu. Chúng ta quen tay thì rất là nhanh. Đấy, xong nhé. Bấm nút này. Control S. Yes. Xong. OK. Đọc. Như vậy chúng ta làm lần nữa là xong. Chúng ta nhập 3 phần rồi. Nhập phần thứ 4 này. Bấm vào đây. Chọn ở đây là gì? Là vận dụng ca. Nhé. Bấm vào đây. Chọn kiến thức. Đây. Xong. Bắt đầu. Bây giờ chọn sang bên này. Ta chọn phần dụng cao này. Bôi đen này. Chúng ta nhớ là bôi đen phần câu hỏi, không bôi đen cái phần là 4 số 4 này nhé. Bôi đen phần câu hỏi thôi. Nó có 3 câu. Control C và bấm sang bên này. Control V. Đấy. Và bấm vào đây. Cập nhật. Yes. Xong. Tắt ra. Đó. Như vậy chúng ta vừa nhập xong đúng một file doc. File doc là tôi vừa nhập xong một file doc là vào. À, cái file doc này là chứa các câu hỏi của bài số 1 của sách giáo khoa, gồm có là cái này tôi sẽ làm bao nhiêu bài nhé, 25 câu, và nó phân bổ ra theo cả bốn mức nhận biết thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao, được chưa? Đấy, các bạn là như vậy, nếu mà cái sách giáo khoa chúng ta là có 50 bài, chúng ta nhập 50 lần, sách giáo khoa có 70 bài, chúng ta nhập là 70 lần, sách giáo khoa có 30 bài, nhập 30 lần, cứ thế mà làm. Đấy, thì các bạn tùy cái tình hình mà tùy cái kiến thức của môn học của chúng ta là có ít hay nhiều, chúng ta sẽ nhập từng đấy bấy nhiêu cái file doc vào. Các bạn đã hiểu chưa? Rất nhanh. Nếu mà chúng ta làm sẵn các cái vấn đề chúng ta phải nhập, vấn đề là chúng ta phải nhập cái tệp này là phải chuẩn xác đó. Hiện nay là một số các bạn là chưa quen nên mà là nhập hay bị lỗi, bị sai linh tinh cả. Sai là cái chỗ này là ABC lại thành là bullet thì là bị sai. Sai là chỗ này là không có dấu chấm, thì lấy ví dụ như vậy, không dấu chấm thì cũng sai. Sai là không dấu cách để sai vào đây cũng sai, phải có dấu cách. Đó. Rồi nhiều sai là sai chúng ta lại chèn vào đây những cái bảng. Đấy, cũng sai. Để cứ lung tung mà lên, chung mỗi người sai một kiểu, nhưng mà ta phải nhập thuần túy này thì nó mới đúng. Đấy, chính xác nhé. Được phép chèn vào đây câu hỏi.
chứ cái pha nhập cái pha này là rất quan trọng luôn, rất quan trọng. Rồi như vậy nhập xong rồi, nhưng mà tôi vừa làm xong, tôi vừa thiện xong cái bạn là cái bước bước số 5. Bây giờ tôi sang cái bước số 6 và số 7. Số 7, số 6 nhanh lắm. Là tôi nhập các cái nhóm mẫu để kiểm tra là các cái thư mục thôi, các cái thư mục dùng để cho con để lưu cái mẫu để kiểm tra. Ví dụ tôi nhập thư mục của tôi là kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra một kỳ, như vậy để làm các cái mẫu để kiểm tra. Mẫu để kiểm tra 15 phút sẽ vào cái thư mục 15 phút, mẫu để kiểm tra là một tiết sẽ vào thư mục một tiết, ví dụ như vậy. Lệnh 6 nó rất đơn giản. Ta làm chữ lệnh 6 nhé. Chúng ta đóng lại này. Đóng lại lại. Chú ý rằng là chúng ta có thể làm xong, chúng ta bấm nút là chúng ta vào đây, chúng ta bấm nút là thoát, đóng lại, thoát ra. Hôm sau lại mở ra, cho dùng lệnh mở ngân hàng ra, lại mở ra làm việc tiếp. Nhưng một cái file ngân hàng chúng ta có thể đóng lại, lại mở ra, đóng lại, mở ra, lại nhập tiếp vào. Cứ như vậy liên tục làm, dùng nó dài dài, được chưa? Bây giờ tôi nói các bạn cái lệnh là chúng ta trước khi tạo cái mẫu để kiểm tra, lệnh rất quan trọng, quan trọng số 1 luôn đấy, lệnh số 7, quan trọng ra làm lệnh 6 trước. Là chúng ta chặt tạo các cái thư mục, gọi là các cái nhóm mẫu đề. Đây, chúng ta vào lệnh là dữ liệu, vào lệnh là mẫu đề kiểm tra, vào lệnh là nhóm mẫu đề. Là các cái thư mục dùng để chứa cái mẫu đề kiểm tra ở thế này. Nhá. Ví dụ tôi tạo ra 3 thư mục là kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết và kiểm tra một kỳ. Bấm vào đây. Thế là cái này rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc là bấm nút tạo mới. Chúng ta gõ chữ là kiểm tra 15 phút. Là một cái mẫu đi nhé, là một cái nhóm thôi, bấm nút này, lại xong một cái, ta bấm vào đây, lại tạo mới nữa nhé, là kiểm tra một tiết, ta chú ý là đây là thư mục nằm trong cái thư mục gốc nhất, nó này, chưa để đây ra chọn, nó lại thành cái thư mục con của nó nhé, bấm gốc, đó, tạo mới. Tạo ra ba cái thư mục. Như vậy là các thư mục này dùng để lưu các cái mẫu để kiểm tra. Tôi nhắc lại, cái mẫu kiểm tra là rất quan trọng. Mỗi một cái mẫu để kiểm tra nó là một cái ma trận đề. Nha, rồi. Như vậy bước này là xong. Đây là cái bước mà đây là cái bước bước này này, đây là cái bước 6 này. Nha. Rồi, bây giờ chúng ta sang bước 7. Bước 7 là cái bước khó nhất này, là nhập cái mẫu để kiểm tra cụ thể. Cái hay, cái này là khó nhất, nhưng mà nhập một lần thôi và dùng mãi mãi. Thì chúng ta sẽ quay lại nhé. Quay lại đây nhé. Đấy, xong rồi này, thoát này. Rồi, bây giờ tôi vào cùng các bạn làm lệnh số 7, là lệnh khó nhất của hôm nay. Mà các bạn sẽ phải tập rất là nhiều thay mới quen được. Rồi, đó là cái lệnh là nhập các cái mẫu để kiểm tra cụ thể. Thì chúng ta có nhiều câu hỏi rồi, ta nhập các cái mẫu đề thoải mái theo đúng cái ba trận đề của trên sở đưa xuống, được chưa? Nhưng mà đây vì máy tôi hiện nay có nhập mỗi một bài học thôi, là bài một thôi, tôi tạo một cái mẫu kiểm tra là kiểm tra 10 phút bài một, được chưa? Đấy, là nhanh như vậy. Và đây hình này này, dữ liệu mẫu đề kiểm tra hình này, đây là nhập mẫu đề kiểm tra. Đấy. Nhắc lại này, mỗi một cái mẫu đề là ứng là một cái ma trận đề dùng để sinh tự động các định kiểm tra. Bấm vào đây. Rồi nhé. Ta vào đây. Ở bên phải là chính là các cái thư mục đây. Tôi muốn tạo biệt chọn là thư mục này nhé. Tôi sẽ tạo một cái mẫu kiểm tra nằm trong thư mục là kiểm tra 15 phút. Vì trong máy tôi hiện nay chỉ có nhập một câu hỏi cho bài 1 thôi. Tôi không thể nào, đặc biệt tôi không thể tạo cái mẫu để kiểm tra cho học kỳ 2 hay cho học kỳ 1, cho các chương khác được. Tôi nhập một bài thôi. Tôi sẽ nhập cái mẫu điều tra là kiểm tra 10 phút, kiểm tra nhanh 10 phút cho bài 1 nhé. Được rồi, tôi bấm chọn cái thư mục của tôi mô tả, bấm nút tạo mới. Tức bên này bên trái là mở đi, bên phải thì hiện ra và chúng ta bắt đầu nhập cái thông tin của cái mẫu để kiểm tra rất quan trọng nhé. Rồi, chúng ta làm này. Ở đây chúng ta thấy là bên phải này, nó gồm có là 3 cái tab rất quan trọng. Tab 1, thông tin chung. Đây, tab 2 là nội dung, chúng ta sẽ tìm hiểu sau, rất quan trọng. Và tab thứ 3 là thang điểm và các lựa chọn khác. Đấy, thì ba cái tab này là quan trọng. Bây giờ tôi vào cái thông tin chung trước nhé.
Thì các bạn chú ý này, đầu tiên tôi chọn là sơ đồ test. Có hai kiểu tôi bấm này, tôi sẽ không chọn kiểu này. Bắt buộc chọn sơ đồ test nhé. Đó. Và đây tôi nhập tên mẫu để kiểm tra, dĩ nhiên là kiểm tra 10 phút. Để nhớ thôi, cái này là để nhớ thôi. Bài một của sách giáo khoa. Được chưa? Để nhớ, nó sẽ lưu cho ở bên phải này, bên trái này. Rồi. Về lý thuyết tôi có thể nhập thêm là mục đích đối tượng này, nhập thêm mô tả chi tiết của mẫu đề kiểm tra này, nhập tên giáo viên ra đề này, nhập hiệu trưởng, nhập tiêu đề trên, tiêu đề dưới, nhưng thôi bây giờ tôi bỏ qua hết. Sau này chúng ta có thể nhập lại thêm cũng được, không sao. Chúng ta sang cái tab thứ ba. Chúng ta sẽ nhập hai cái quan trọng nhất là nhập cái thời gian làm bài. Để làm 10 phút. Theo cái thời gian làm bài này nó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta cho xin làm bài online trên máy tính. Đấy. Còn đâu chỉ là làm bài offline trên giấy thì không quan trọng, vẫn ghi vào đây là 10 phút. Thì khi làm bài online thì xin sẽ như làm bài trên máy tính và đúng 10 phút thì phần mềm nó sẽ dừng lại và bắt đầu xin phải đọc bài. Thang điểm tối đa là 10 điểm và mắc định là bình quân điểm, tức là cái số điểm nó chia đều ra cho từng bài. Chúng ta có thể bỏ đi mà chúng ta có thể nhập chính xác hơn, như là bài 1 được 2 điểm, bài 2 0,5 điểm, bài 3 là 4 điểm, tùy các bạn. Nhưng mà mặc định là nó chia đều, chúng ta có thể sửa được. Được chưa? Chỗ này là các cái lựa chọn in. Thực ra chúng ta có thể tìm hiểu sau cũng được. Thực ra chỗ này không trọng. Trọng nhất là cũng có là thời gian làm bài, thang điểm tối đa, có bình quân điểm hay là không. Đó, thì đó là cái phần mà cái tab thứ ba, nhất là thang điểm và các lựa chọn khác. Bây giờ quay sang phần chính là phần giữa, phần nội dung. Đó. Phần này là phần chúng ta sẽ phải nhập cái gọi là cái sơ đồ test, hay nói cách khác chính là nhập cái ma trận đề. Đây, phần này là phần khó nhất đây. Thì mỗi một cái mẫu đề kiểm tra nó ứng một cái ma trận đề. Ma trận đó là gồm có cái gì, là mô tả là gì, là chủ đề một, là chủ đề một là bao nhiêu câu hỏi. Cô đó là chia ra là phần nhận biết là bao nhiêu câu, phần thông hiểu bao nhiêu câu, phần vận dụng thấp bao nhiêu câu, vận dụng cao bao nhiêu câu. Chứ có thể chia nhỏ nữa là vận dụng thấp, như vậy thì có bao nhiêu câu trắc nghiệm, bao nhiêu câu tự luận, đại khái như vậy nhé. Thì chúng ta chú ý cái chỗ đó, chúng ta cái phần mô tả cái bài trận đề là nó tương đối phức tạp. Rồi chúng ta làm thử này, bấm vào đây để nhập cái gọi là cái sơ đồ test, hay nó chính là cái bài trận đề. Bấm vào đây nhé, đấy, nó ra cái màn hình như thế này, và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu là nhập trong bài trận đề. Thì các bạn bấm vào đây này, đây là không có gì nhé, các bạn nhập vào đây này, nhập theo ma trận đề, các bạn chú ý chỗ này nhé, bấm vào đây, rồi thì đây chính là cái ma trận đề kiểm tra mà chúng ta sẽ phải nhập theo từng chủ đề kiến thức ở đây. Một chủ đề như vậy chúng ta sẽ phải lựa chọn là nó là thuộc kỹ năng nào, câu hỏi nó thuộc loại gì ở đây, và số lượng phải nhập câu hỏi là bao nhiêu, đó, điểm số là như thế nào. Mình sẽ tổng hợp ở đây nhé. Ví dụ mà ở đây chúng ta chỉ lập nhập mà nhập cái câu hỏi thì cho chủ đề một thôi, vì trên thế này trong máy tính của tôi chỉ có là một bài một thôi. Tôi làm định sao nhé, tôi định là tôi nhập cái bài số 1 của sách giáo khoa này, tôi sẽ định nhập cái đề kiểm tra của tôi gồm có là giả sử nhé, gồm có là giả sử tôi định dự kiến thì tôi sẽ làm gồm có 10 câu hỏi đi, làm trong 10 phút, 10 câu. Tôi dự kiến như này, dự kiến là phần nhận biết là 4 câu, phần thông hiểu là 3 câu, phần vận dụng thấp là 2 câu, vận dụng cao là 2 câu. Như vậy là nhắc lại 4, 3 là 7, 4, 43 là 7. 21 đúng không? 21 thì bọn là 10. Nhưng bây giờ 4 câu vận dụng, 4 câu nhận biết, 3 câu thông hiểu, 2 câu vận dụng thấp và 1 câu vận dụng cao. Bây giờ vận là chúng ta sẽ dự kiến là sẽ sinh ra cái đề kiểm tra cho cái mẫu đề kiểm tra của kiểm tra 10 phút bài 1 này là đúng 10 câu, mà tổng hợp là 10 điểm, như vậy mỗi câu là 1 điểm. Chúng ta làm thử nhé. Đây. Bấm vào đây. Và chọn cái chủ đề kiến thức mà tôi muốn đưa vào nhé, lựa chọn đấy, rồi tôi đưa vào đây nhé. Sau này chúng ta có thể bổ sung thêm nữa nhé,
một cái mô hình kiểm tra có thể là một cái bài chuyên đề có thể là có nhiều chủ đề kiến thức chương 1, chương 2, chương 3, nhưng đây tôi làm ở chỗ 1 thôi nhé. Rồi chúng ta làm này. Dự kiến là gì? Là phần biết sẽ là 4 câu, phần hiểu là 3 câu, dụng thấp là 2 câu, dụng cao là 1 câu. Nhưng một cái đề như vậy là vừa phải. Rồi làm thử nhé. Ví dụ phần biết này, tôi sẽ nhòm vào đây. Nhòm sang bên này. Đây. Tôi luôn nhìn vào cái nguồn là thông máy thông báo là trong ngân hàng câu hỏi hiện có bao nhiêu câu hỏi của phần này. Ta nhập vào đây nhé. Thì chúng ta phải nhập vào đây. Đây là câu hỏi có trong ngân hàng câu hỏi trong đề kiểm tra đây. Thì số lượng này phải nhỏ hơn cái này. Nếu đây 11 chúng ta đây cũng có 12 nên là tức là máy báo lỗi ngay. Máy báo lỗi ngay này. Báo lỗi ngay dưới đây là không đủ khả năng sinh câu hỏi để kiểm tra. Vì sao? Vì là toàn bộ nguồn của nó chỉ có một câu thôi mà chúng ta lại muốn là có 12 câu lấy ra thì không được. Đấy. Được chưa? Chúng ta sửa lại nhé. Sửa lại này. Chúng ta sẽ sinh ra biết là 4 câu hỏi. Chúng ta xóa đây đi. Chúng ta gọi 4. Sửa những phần này nhé. 4. Được chưa? Đây là 4 câu. Là phần biết. Phần biết đây này. Nhé. Tiếp theo chúng ta xuống phần hiểu. Còn đây là 7 này. Nhé. Cũng vẫn là 7 thôi. Tao gọi đây là 3 nhé. Như vậy là có 3 câu, có 4 câu nhận biết, được chưa? Đâu nhỉ? Thế này. 4 câu nhận biết nhé. Chúng ta mà chú ý một tí, hơi mờ mờ một tí. 4 câu nhận biết. Tiếp theo là phần hiểu là có 3 câu hiểu. Dụng thấp đây. Đây là 4 này, chúng ta chọn đây là 2. Như vậy là có 2 câu vận dụng thấp và số này dụng cao đây. Dụng cao nó có bao nhiêu câu? Đây là có 3 câu vận dụng cao này. Đấy. Nguồn của ba câu chúng ta để là 1. Được chưa? Đó. Như vậy chúng ta đã chọn là bao nhiêu? Tổng cộng là 10 câu đây. 10 câu. Và sẽ điểm sẽ chia đều ra. Và ta chọn như sau. Để nhắc lại nhé. Các bạn nhìn vào đây này. Các bạn luôn nhìn vào đây nhé. Nguồn của 10 câu ta chọn 4 câu ở vận dụng ở biết, nhận biết này. Tiếp theo là hiểu. Nguồn có 7 câu. Chúng ta chọn 3 câu. Tiếp theo là vận dụng thấp. Nguồn có 4, chúng ta chọn 2. Và cuối cùng là vận dụng cao, nguồn có 3, chúng ta chọn 1. Tổng số là 10 câu hỏi. Và máy thông báo là đủ khả năng sinh câu hỏi. Các bạn chú ý nhé, phải cũng chữ này thì mới là xong. Còn chuyện chưa có chữ này thì là không đúng. Nhé. Đó, thì đây là một cái ví dụ chúng ta nhập câu hỏi. Chúng ta có thể là bổ sung thêm nữa, tùy ý, bổ sung thêm, tùy các bạn. Nhé. Với cái điều tra phức tạp, ta phải có nhiều chủ đề mà. Đây là mẫu ô tô vịt. Nên tôi chỉ nhập cứ mỗi một cái bài một thôi, cho nên nó chỉ có một chủ đề là bài một. Còn nếu chúng ta nhập nhiều bài khác, ta có thể nhập các câu hỏi thêm cái yêu cầu là phần ví dụ là bài một thì là nhập 10 câu, bài hai là nhập thêm bài hai là có thêm 5 câu hỏi nữa, bài ba là 7 câu hỏi, là chương 1, chương 2, chương 3. Được chưa? Rồi chúng ta bấm nút là tự động điều chỉnh điểm số để cho nó điểm số bằng nhau. Đấy, như vậy điểm số là 10 điểm đây này. Đấy, điểm của mỗi một bài là mỗi câu hỏi là 1 điểm. Như vậy là có 10 câu, mỗi câu là 1 điểm, tổng số là 10 điểm. Xong nhé, xong rồi bấm nút đồng ý. Rồi, phần mềm sẽ đưa ra, đây là chính là cái sơ đồ test đây, là sách các câu hỏi nhé. Đấy, bạn thấy không? À. Mình quay lại xem lại sơ đồ test một tí nhé, sơ đồ test. Ở chỗ này lại không đủ khả năng, nó lại bị lỗi ngay ở chỗ này, chỗ này vẫn thôi được. Cái này các bạn sửa lại một chút nhá, nó bị lập tức nó phân bổ ra này thì hơi bị sai rồi. Ở đây thì gọi đây tôi nó phải là 0 mới đúng, ở đây nó phải là 4 mới đúng, chỗ nó phân bổ lại nó bị sai ngay. Các bạn chú ý nhé, nó lỗi như thế 4 nhé. À, sang phần dưới này biết, tiếp theo là hiểu đây là 3 đúng rồi, tiếp theo là vận dụng thấp 2, 4 đúng rồi, vận dụng cao đồng ý. Được chưa? Nếu mà lỗi sao được, xong rồi tôi sẽ bấm nút đồng ý. Đó, và tôi cập nhật lại. Cập nhật đây này. Đó.
Tôi có hoàn toàn có thể có tôi luôn là tôi có thể sửa tôi xem được nhé. Bây giờ tôi có thể mở ra xem lại này. Tôi bấm nút bấm vào đây này. Và tôi vào đây tôi kiểm tra lại. Kiểm tra lại sự đồng test của tôi. Bấm nút cập nhật lại nhé. 4 này. Đủ khả năng kiểm tra. Đủ đúng không? Đồng ý. Đồng ý. Cập nhật. Đấy, nhưng mà tôi vừa mới tạo xong cái gọi là gì là cái mẫu để kiểm tra có tên là kiểm tra 10 phút bài 1 được chưa xong đó. Và khi mà tôi tập nhập như vậy rồi thì cái mẫu điều tra này tôi có thể dùng nó bất cứ khi nào được chưa. Rồi như vậy chúng ta vừa mới xong cái bước rất quan trọng là cái bước này này là cái bước là bước 7. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước số 8 là khởi tạo để kiểm tra từ cái mẫu để kiểm tra nhé. Đấy, phần này chúng ta sẽ làm này. Từ cái mẫu đề này chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cái đề kiểm tra. Tôi tạo mẫu đề kiểm tra là 10 phút bài 1 rồi thì hôm nay tôi dạy lớp 9A bấm nút nó ra cái đề kiểm tra của 9A, ngày mai 9B bấm nút ra 9B, ngày kia ra bấm nút dạy lớp 9C bấm nút ra 9C. Như vậy là một cái mẫu đề kiểm tra này chúng ta có thể tạo ra rất nhiều đề kiểm tra khác nhau nhưng mà nó vẫn cùng chất lượng, nhắc lại cùng chất lượng vì nó tuân thủ theo cùng cái ma trận đề. Rồi tôi làm thử nhé. Đây, chúng ta đã có cái đấy rồi. Chúng ta đã có cái đấy rồi và chúng ta có cái mẫu đề rồi. Chúng ta sẽ làm lệnh này để kiểm tra. Và chúng ta chọn lệnh là khởi tạo để kiểm tra. Các bạn chú ý đây có hai lệnh là một là lệnh là khởi tạo để kiểm tra. Ctrl N là khởi tạo một đề. Và lệnh này khởi tạo đa đề là nhiều đề cùng một lúc. Nhưng mà tôi khuyên các bạn dùng lệnh này thôi. Lệnh này rất phức tạp, rất khó. Lệnh này ra cái bản này, cái lệnh đa đề này chỉ dùng cho đại học thôi, phổ thông chúng ta không cần. Ta dùng lệnh này chủ yếu nhé, các bạn chú ý nhé. Lệnh này mỗi lần tạo một đề kiểm tra thôi. Tôi làm thử đây. Thế đây là cái lệnh mà phần mềm sẽ sinh ra một cái file là đề kiểm tra, file đuôi là dkt, và cái file đó là nó lưu các câu hỏi cụ thể của lấy từ ngân hàng câu hỏi ra dùng để kiểm tra học sinh. Chúng ta có thể in để kiểm tra nó ra, in trên giấy hoặc cho xin làm bài online ở trên máy tính. Làm thử nhé, bấm vào đây. Thì đây là cái lệnh mà tạo để kiểm tra gồm có 6 bước. Thì nếu chúng ta mà tạo nhanh từ mẫu đề thì ta chỉ cần làm 2 bước thôi. Thì ở trên này chính là cái tên file, là cái tên tệp nhé. Chúng ta gọi là KT 10 phút bài 1 chẳng hạn. Đây là kiểm tra 10 phút bài 1. Tên file trên chúng ta không được gõ tiếng Việt, chúng ta gõ tiếng Anh không giấu nhé. Ở đây chúng ta chọn cái thư mục mà lưu, bấm vào đây và chọn. Tôi sẽ chọn cái thư mục của tôi, thư mục để lưu tên file đấy. Hôm nay chúng ta vẫn chọn cái buổi này. Đó. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ bấm nút là chọn là mẫu. Ở đây là ta là xin kiểm tra theo cái mẫu test, mẫu đề test, mẫu đề kiểm tra. Bấm vào đây. Và đây chúng ta chọn cái mẫu đề này này. Được chưa? Chấp nhận. Ở đây chúng ta sẽ gõ cái tên tiếng Việt. Cái tên này sẽ in ra trên để kiểm tra khi ta in giấy. Kiểm tra 10 phút bài 1 lớp 9. Đấy, như vậy. Rồi, thì chúng ta có thể bấm nút này thì sang ngay bấm vào đây là sang ngay cái bước 6/6, tôi làm đi từ bước 1 cho bạn xem nhé. Bấm đây để sang bước 2/6, bấm đây sang bước 6/6. Chúng ta có thể bỏ qua tất cả các bước từ 2 đến 5 để sang ngay bước 6. Mà tôi sẽ bấm lên cho các bạn xem cách để nhìn các màn hình, chúng ta có thể qua từng bước từng màn hình một. Đây là 1/6 nhé. Bấm vào đây này, 2/6 là chúng ta có thể nhập lại cái tiêu đề trên, tiêu đề dưới, tên trường, tên giáo viên để in ra nó có. Đấy, có thể in lại. Sang bước 3/6 là chúng ta có thể thậm chí có thể nhập lại sơ đồ test. Có thể nhập lại sơ đồ test. Sang bước thứ 4/6 chúng ta sẽ nhập lại là cái thang điểm tối đa. Mặc định ta nhập hôm trước giống nỗi là nhập cái ở cái mẫu đề kiểm tra là 10 điểm. Chúng ta có thể chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa lại thời gian làm bài, chỉnh sửa lại bình quân điểm. Và đặc biệt là có thể là nhập mật khẩu để bảo vệ test. Cái phần này cũng quan trọng đây. Tức là một cái file để kiểm tra như vậy là chúng ta nhập mật khẩu. Thì có hai loại mật khẩu. Mật khẩu thứ nhất mật khẩu dùng để mở ra là bài kiểm tra. Là mật khẩu đây, mật khẩu xem test. Và thứ hai là mật khẩu đầy đủ
là cho phép là mở ra và chỉnh sửa để kiểm tra được. Thì luật nhất thế này là để kiểm tra là dùng cái mật khẩu này dành cho học sinh. Ví dụ như là chúng ta cho học sinh làm bài kiểm tra online trên máy tính chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho học sinh phát cái file này cho học sinh trước, học sinh mở ra làm bài, nhưng mà chưa đến giờ thì chúng ta chưa cấp cho nó cái mật khẩu. Đến đúng giờ tùng tùng chúng ta cấp mật khẩu, học sinh bấm nút và bấm mật khẩu và chúng ta làm bài. Và đến đúng giờ nó sẽ hết giờ. Được chưa? Đó. Bấm đây thì bỏ mật khẩu đi. Mặc định là không mật khẩu. Sang bước thứ năm là chọn các cái phương án để in để kiểm tra. Nếu tôi muốn in tên giáo viên thì bấm đây in tên giáo viên. Tôi muốn in tiêu đề trên, tiêu đề dưới thì bấm vào đây. Thì các bạn nhé, để làm lựa chọn in thôi. Rồi, sang bước thứ sáu là bước cuối cùng, là bước mà chúng ta sẽ chuẩn bị để sinh ra để kiểm tra cụ thể. Có thể sẽ làm một lần nữa. Bước kết thúc là xong. Xong luôn. Máy vừa mới tạo ra một đề kiểm tra có tên là đây này. Là KT10 bài 1, đuôi là KDKT. Đây là một cái file nhé. Và thấy không, nhưng mà trên máy tính của chúng ta là mở hai file liền. Một là cái file là hóa 9 QB là file ngân hàng câu hỏi. Hai là file để kiểm tra. Như vậy phần mềm đã làm việc với hai loại file nhé. Đây, file này để kiểm tra đang mở rồi, và ta có thể bấm lên ta xem, bấm lên ta có thể xem trước khi in. Bấm vào đây ta xem nó trước khi in. Thì nó dẫn ra cái để kiểm tra như này này. Đấy. Để kiểm tra là phút bài 1 đây này, lớp 9 đây này. Câu 1 này nhé, câu 2 này, câu 3 này, câu 4 này. Chúng ta có thể in ra là câu 10 đây, có thể in ra. Hoặc chúng ta có thể bấm vào lúc này để ta chuyển sang file đọc. Chuyển sang file đọc là chúng ta chuyển sang file đọc đọc XC chẳng hạn. Chúng ta có thể mở file đọc ra để chúng ta có thể mi trang lại, sửa lại phông chữ cho nó đẹp. Hay là ví dụ trong cái bài gốc của chúng ta có thể có một vài cái lỗi chữ tả chẳng hạn, ta có thể sửa lại cho trước khi in ra. Đây là xong cái phần là sinh ra cái để kiểm tra. Đây chính là cái lệnh mà in ra cái để kiểm tra này. Chính là cái lệnh là xem và in để kiểm tra. Có lệnh là in để kiểm tra các câu hỏi đáp án là lệnh này. Chúng ta vào chúng ta bấm thoát ra ở đây nhé, thoát ra xóa ra khỏi cái print preview. Máy vẫn đang mở nhé, này vẫn đang mở cái tiệm đó ở đây nhé, đang mở tiệm bên này đó. Vì chúng ta dùng lệnh này và lệnh để kiểm tra, chúng ta dùng lệnh là in để kiểm tra, hãy in đáp án để kiểm tra đáp án đây, in đáp án đây này, thực hiện sẽ in ra đáp án này. Câu 1 đáp án đúng là B, đáp án 2 là B, đáp án câu 3 là A, câu 4 là D, in ra cái đáp án nhé. Rồi. À, nhưng mà tôi vừa mới cho bạn xem thư mục của tôi nhé. Cái thư mục của hôm nay này là cái thư mục là ngày 24/3 này. À, cái file này này, cái file là KT10 bài 1.DKT, chính là cái file để kiểm tra đấy. Tôi vừa sinh ra đấy. Đấy. Cái file này mới sinh ra là 8:34 tối hôm nay này. Đấy. Nó có 5K rất là nhỏ. Thì cái file để kiểm tra này là cái file mà chúng ta có thể copy sang ở đâu đó cũng được, không phải copy sang chỗ khác mà ta có thể dùng chỗ khác được, có thể mở ra để in hay cho xem là bài kiểm tra online chẳng hạn như vậy đó. Thì đó là cái lệnh số 11. Bây giờ chúng ta sẽ tôi cho các bạn xem trước cái lệnh là 14 nhé, là cái lệnh cho học sinh cho phép là kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra này. Thì cái tệp này chúng ta có thể gửi cho học sinh, gửi qua mail cho học sinh ở nhà học sinh sẽ tải về phần mềm khác của chúng tôi, học sinh có thể mở ra làm bài online trên máy tính. Thì tôi mô tả các thao tác cho online như này nhé. Ví dụ đây, ở đây có chức năng đó, chức năng là cho online là chức năng này, chúng ta vào cái chức năng là ôn luyện kiểm tra và vào chức năng là kiểm tra trực tuyến. Kiểm tra trực tuyến theo gì? Theo cái đề đang mở đây này. Đó, đang mở không ạ? Chúng ta vào lệnh này, ôn luyện kiểm tra trực tuyến. Phần mềm nó sẽ vào một cái chức năng như này. Nhập bỏ tên nhé. Ví dụ như là lớp là 9A này. Số báo danh này. Ví dụ số báo danh 123 này.
bấm lên kiểm tra online nhé. Đấy, thì kiểm tra online bắt đầu. Khi bắt đầu thì phần mềm bắt đầu tính phút này, tính phút 10 phút thì dừng lại. Đây, phần mềm hiện ra từ bài 1, từ bài 1, bài 1 đây, bấm chọn phương án A, có thể đổi thành B này. Sang câu tiếp này, chọn phương án A này, sang câu tiếp này, chọn phương án C này, câu tiếp này, chọn phương án D này, đó, tùy chúng ta lựa chọn nhé. Chúng ta có thể quay lại sang sang phần trước, chỉ có thể chỉnh sửa lại. Câu tiếp này, câu tiếp này, câu tiếp này, D này, câu tiếp này, C này, câu tiếp này, B này, câu tiếp này, C này, câu tiếp là D này, đây là hết rồi. Chúng ta có thể xem từng câu một, đây, câu 1 xem lại nhé, xem lại câu 2 này, xem lại câu 3 này. Đó. Và đây, đồng hồ màu đỏ là thời gian đã làm và đồng hồ xanh là thời gian còn lại. Tôi mới làm cũng gần một phút. Xong rồi tôi bấm nút là nộp bài. Nộp bài xong rồi thì không sửa nữa, bấm nút nộp bài. Đồng ý nộp bài. Máy báo luôn điểm. Và sau đó chúng ta không sửa ra, chỉ về ra về thôi, không thể chống lại được nữa nhé. Thế thì đó là cái giao diện của cái việc là làm bài kiểm tra. Thì bọn tôi có một tính năng là nếu chúng ta mà không đề kiểm tra, chúng ta có thể in ra giấy để cho học sinh làm bài. Còn nếu chúng ta muốn làm bài online trực trên máy tính thì các bạn dùng tính năng này, học sinh sẽ tải về một cái phần mềm và học sinh học về đó là miễn phí, học sinh sẽ về nhà làm bài nhé, làm bài online trên máy tính như thế này, làm xong rồi đóng lại đây. Đóng lại và thoát. Đó. Là cái gì đây nhỉ? Rồi. Thế bây giờ tôi nói các bạn cái lệnh này nhá. Vậy rồi gần hết rồi đấy. Bây giờ tôi nói các bạn lệnh rất quan trọng là cái lệnh là chỉnh sửa đề kiểm tra, tích ghép đề kiểm tra. Đây là lệnh này. Nếu chúng ta đã mở một đề ra rồi, chúng ta mở cái đề ra đây. Chúng ta mở cái đề, đang mở cái đề này nhé. Nếu chúng ta có đủ mật khẩu toàn quyền thì chúng ta được phép là mở ra xem và chỉnh sửa từng câu hỏi một. Chỉnh sửa từng câu hỏi một mà ta xóa cái tích ghép được. Đây, các lệnh này đây. Chúng ta vào lệnh để kiểm tra. Chúng ta vào cái lệnh là điều chỉnh chi tiết để kiểm tra. Đó nhé. Đây. Đó. Và đây chúng ta sẽ sửa thông tin để kiểm tra, sửa tên để kiểm tra, sửa tiêu đề trên, tiêu đề dưới, rồi là sửa thông tin về thời gian làm bài, sửa thông tin về thang điểm, sửa thông tin về vân vân, sửa thông tin mật khẩu. Chúng ta tạo mật khẩu ở đây nhé. Chúng ta có thể lập các nhóm câu hỏi nữa, cái này thì cái phần cái này hơi khó hơn, các bạn tìm hiểu sau. Rồi sau đó chúng ta bấm vào đây để chúng ta sẽ chỉnh sửa từng câu hỏi một. Đây, đang vào đây và chúng ta xem câu hỏi một đây, xem câu hỏi hai đây nhé, dùng câu hỏi đây, đáp án đây, phương án đúng đây, phương án đây, phương án một đây, phương án hai này, phương án ba này, phương án bốn đây. Đấy, chúng ta xem từng, chúng ta có thể chỉnh sửa từng câu hỏi một, chúng ta có thể xóa thêm bớt, xóa rồi nhé, mới xóa này. Xóa đó. Chúng ta có thể bổ sung câu hỏi từ đề kiểm tra khác. Còn ở đây tôi chọn thử nhé, tôi chọn một cái đề kiểm tra từ hôm trước, từ hôm khác đây, đề kiểm tra từ hôm nay chẳng hạn, hôm nay không có rồi. Được chưa? Rồi các bạn, cái này các bạn tìm hiểu sau, hoặc bổ sung câu hỏi từ file từ file Word, hoàn toàn có thể bổ sung câu hỏi từ file Word được nhé. Đó, hãy nhập trực tiếp từ text editor. Đó. Các bạn chỉnh sửa, chỉnh xong rồi chúng ta bấm nút kết thúc. Đó, yes. Đó. Mình mở ra xem lại. Đó, thì tôi vừa trình bày xong với các bạn là tất cả những cái 14 cái lệnh của cái cơ bản nhất, như là ví dụ chúng ta có thể xem rất một phát. À, có cái lệnh thứ 13, lệnh rà soát kiểm tra câu hỏi, chúng ta làm câu hỏi. Thế này là gì? Cái lệnh này là gì? Khi chúng ta nhập rất là nhiều vào rồi đó, chúng ta có thể mở ra, chúng ta rà soát lại, xem lại từng câu, chúng ta có thể tìm kiếm hay là đặt lọc để chúng ta có thể rà soát kỹ từng phần một, kiểm tra sẵn nhập và đã đúng chưa. Lệnh này đây. Lệnh
lệnh là công cụ, lệnh là xem nhanh câu hỏi. Lệnh chúng ta có thể toàn toàn bộ đang hỏi đây, đang có đây, đang có là 25 câu. Chúng ta có thể mở ra xem từng câu một, từng câu một. Đó. Có thể sửa nội dung cho từng câu một, sửa nội dung. Chúng ta có thể đặt lọc cho câu hỏi. Chúng ta chọn chủ đề kiến thức, tôi chọn từ phần một, chọn ví dụ như vậy. Thì tôi hủy hết đi nhé. Đấy, tôi chọn cái phần này thôi, tôi ra phần đó thôi, tôi chọn ví dụ như vậy. Hay là chỉ chọn kỹ năng thôi, tôi chọn kỹ năng là chỉ chọn kỹ năng vận động thấp, dùng cao, bỏ cái này đi, tôi lựa chọn đồng ý. Đấy, ra đây câu hỏi, đây là những câu hỏi là vận dụng thấp, vận dụng cao, cũng không có câu hỏi biết và tôi bảo thông hiểu. Đây là cái tính năng xem nhanh và giả soát, giả soát kiểm tra câu hỏi trong này được chưa? Nhưng mà tôi vừa nói các bạn tất cả những lệnh mà tôi muốn nói rồi đấy nhé. Qua hỏi gì nữa không nhỉ? À, tôi nói thêm lệnh nữa là lệnh là gì đây? Là lệnh là trộn câu hỏi để kiểm tra. Tức là từ một để kiểm tra, chúng ta có thể trộn câu hỏi, ta sinh ra nhiều để kiểm tra khác. Cái này cũng là khá hay đấy. Đây, như tôi sẽ mở một đề kiểm tra nhé. Đây tôi đang mở một tệp, tôi là mở tệp câu hỏi, tôi mở đề kiểm tra này. Ở đây này, tôi sẽ mở để kiểm tra. Đây, cái bài tôi vừa tạo, cái file tôi vừa tạo đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ từ một cái tệp này, tôi sẽ sinh ra ba đề kiểm tra khác. Ví dụ nhé, tôi nhà trên lớp của tôi là có bốn hàng ghế, như vậy là tôi sẽ cùng một đề này, tôi sẽ tạo ra ba cái đề khác tương đương, hoán bị đi và cho học sinh ở hàng mọ ở cột này. Ở chỗ này là đề thứ nhất, đây là đề thứ hai, đề thứ ba, đề thứ tư, nhưng mà cái đề này đều giống hệt nhau, chỉ thay đổi về hoán vị câu hỏi thôi. Rồi thì tôi mở nó ra này, bằng lệnh này này, tôi vào cái lệnh là khởi tạo và trộn câu hỏi để kiểm tra này nhé. Rồi và đây tôi sẽ dùng cái lệnh này đây, tôi sẽ tạo khuôn chữ lượng đề khởi tạo, tôi tạo ra là bốn đề khác cùng đề gốc là có 5 đề rồi nhé. Tôi bấm đây, tôi sinh ra cái mã đề, chọn cái mã đề tự động, sinh mã đề là từ 01 đến 04. Rồi đồng ý nhé. Ở đây là đề xuất cái tệp mà in đáp án rất quan trọng. Rồi ở đây tôi các lựa chọn mặc định là gì? Mặc định là trộn cái sinh cái đề, trộn đề là trộn cái câu hỏi chính đồng thời trộn khóa trả lời. Không chọn câu hỏi phụ hơn cái phần này, các bạn có thể hiểu thêm. Còn đây là cái thư mục dùng để lưu các cái tệp mà được đẩy ra. Đồng ý. Bắt đầu. Thế là sinh ra rồi đấy. Và bây giờ chúng ta có thể xem là đây, mở ra để xem cái để xem các cái phương án của năm tệp khoảng đây là đây nhé. Đây là câu hỏi đây. Đây là các cái bản đề kiểm tra này. Với câu hỏi thứ nhất nhé, thì mã đề một là mã đề một là đáp án đúng là B, đề hai đáp án là A, ba là B, bốn là C. Và chúng ta mở cái thư ra xem. Đây là cái tệp gốc này, phần mềm tạo ra là 1, 2, 3, 4 cái đề khác này. Nhưng các đề này là cũng giống như đề này thôi, cũng đuôi là DKT, nhưng mà nó là suy từ cái đề gốc này bằng cách là hoán vị câu hỏi. Chúng ta có thể mở ra xem được. Chúng ta đóng lại và chúng ta sẽ mở ra xem. Đây, đang lệnh này mở. Đây, mở cái đề thứ nhất ra xem nhé. Đó. Đề một đây này. Đấy, chúng ta mở ra xem cái đề thứ nhất. Phần mềm cho phép là mở đồng thời nhiều tiệp để kiểm tra này. Chỗ này có lệnh là đang mở này. Nó đang thì đang mở hai đề. Phần mềm cho phép mở maximum là 10 đề kiểm tra cùng lúc trên màn hình. À, tôi nói xong rồi, các bạn có hai hỏi gì không nhỉ? Đây mình đâu nhỉ? Bạn có hỏi gì không? Chưa nghe rõ.
Thế bây giờ cái file này tôi đã ghi âm thu âm rồi nhé, thì các bạn tôi sẽ gửi cho các bạn cái link đó nhé. Tôi sẽ gửi link cho cô Hường sẽ gửi cho các bạn. Ở đây nếu bạn nào mà là bạn với tôi trên Zalo, tôi sẽ gửi cho bạn link đó, các bạn sẽ truyền cho nó link của video ngày hôm nay nhé. Thì bên nhà các bạn sẽ xem lại. Được chưa? Nhé. Vâng ạ. Chào chị không nào? Thì không chúng ta sẽ nghỉ nhé. Vâng ạ. Em chào thầy ạ. Nên tôi stop recording này nhé. Ở đây nhé.